Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yamaha BZ1 2024 lột xác từ một cái chàng thư sinh thành một cái gã lực điền vô cùng ngoạn mục. Các chiếc Yamaha BZ1 2024 nguyên bản đã sở cho mình ngoại hình vô cùng mảnh mai và thanh thoát. Tuy nhiên với một tay chơi đất Thái thì hôm nay em ấy đã dốc sức biến đổi thành một trong những phiên bản lật cơ bắp hơn rất nhiều, dễ dàng tạo ra những cái sự ấn tượng khó phai cho người chiêm ngưỡng. Cái mặt tiền của chiếc BZ1 hiện tại trở nên bù bập hơn rất nhiều và hầm hố nhờ vào những cái bộ phận như cái ốp đèn trước và cái kính chắn gió đậm cái chất thể thao. Chèn tay lái trở nên bề thể hơn rất nhiều với một cái bảo vệ tay lái đến từ Motorola, có tích hợp thêm cái phần đèn xi nhan thông báo tín hiệu một cách được vô cùng rõ ràng khi báo rẽ. Ngoài ra chúng ta còn phát hiện thêm một cái thanh dàn giảm chấn, triệt tiêu bớt cái sự rung ảnh hưởng đến cái phần tay lái, giúp người lái đỡ bị tê tay trong quá trình vận hành. Với cái ba cam Motorola trên chiếc xe này giúp cho cái chiếc BZ1 2024 có thể dễ dàng chở được cái đồ đạc. Cái kiểu ba cam nó trông cực kỳ tinh tế, tuy nhiên vẫn đạt được tới mức độ cứng cáp nhất định để bảo vệ cái phần lườn giữa khi chịu một cái lực trong quá trình là vận chuyển. Với cánh bửng nguyên bản của hãng Yamaha hiện tại được thay mới bằng cái cánh bửng của Motorola, trông nó đầy đặn và cơ bắp hơn, lấp đầy những cái khoảng trống ở giữa những áo bằng một hệ thống lực phun xăng của cái phần động cơ. Chèn chân trước hiện tại đã trở nên đẹp hơn với một cái ốp làm mát đi thẳng đến từ Motorola. Cái món đồ chơi này không những tạo ra cái sự khác biệt trong quá trình là vận hành mà chỉ đem đến cái nét đẹp thẩm mỹ cho phần dàn chân thôi. Ba cái trên xe và cái thùng chứa đồ thiệp cũng đến từ Motorola, đem tính cho các bản đồ đập BZ1 2024 một cái không gian hoàn hảo để vận chuyển đồ đạc thỏa mãn cái niềm đam mê xịt của người chủ. Khi chúng ta chở quá nhiều hành lý, cái phụ nguyên bản thường không thể đáp ứng được cho người chủ, cho nên anh ta đã nâng cấp cái phụ sau đến từ Rofender nhằm tạo ra cái khả năng giảm sốc ổn định khi chúng ta chở nặng hay chở nhanh. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Quay xích ít lột xác đẹp hơn xe thùng với nhiều đồ chơi hạng nặng. Cái chiếc quay xích ít hôm nay là một cái dòng xe dành riêng cho những cái cổ ấm câu chiêu khoảng thập niên 2000. Nhưng sau khi bị lãng quên bởi cái sức hút quá mạnh từ những cái dòng xe còn tài thì cái chiếc quay xích ít này trở lại một cái nét đẹp là hấp dẫn khi được dọn lọc hoàn toàn mới. Bên cạnh cái dàn đồ chơi hàng hiệu chắc chắn sẽ khiến cho các bạn ngày đêm thao thức. Sau khi quá trình dẫn mới rất kỳ công ngoạn mục, cái chiếc quay xích ít hôm nay được trang bị rất nhiều đồ chơi hàng hiệu để tăng cái sự đẳng cấp cho con xe của mình. Một trong số đó chính là cái cụm thắng của Rainbow Asset Costa Costa, một cụm thắng nổi tiếng với bề ngoài sắc sảo và khả năng kiểm soát phanh rất là chuẩn. Phần yếm bóng bẩy chiếc xe đã bị biến mất vài miếng thịt để có thể cố định được cây trợ lực Magic. Cái sự hiện diện của nó với một cái diện mạo không chỉ trở nên thái lao hơn, mà cây trợ lực này có thể ghi chặt tay lái tốc độ cao, ngăn cái hiện tượng bị chao đảo gây cái sự nguy hiểm. Nhìn xuống cái dàn chân trước, anh em bị cuốn hút bởi một cái gam màu vàng đậm bắt mắt của cặp đôi heo rất là xịn sò. Phối hợp cùng chiếc heo của Rainbow logo lớn 20 xứng đi cùng đĩa của LS sẽ cường hóa thắng cho con xe, đảm bảo an toàn tối đa cho người chủ ở những tình huống cần đến được thắng rất mạnh. Để chúng có thể nổi bật hơn thì người chủ còn tinh tế lựa chọn cái phần nền của SF ASEAN bạc để làm nền cho cái bộ đôi heo đĩa này. Với sự cấp mặt cái bộ phận sườn của MSD góp phần hỗ trợ quá trình phun sáng lửa, chiếc xe chỉ là ngọt ngào hơn. Bên cạnh cái cục mô bên sườn này chính là cái chiếc gà đập của Tesla quà sáng bóng, món đồ chơi quốc dân của anh em thích chơi quay rim. Đặc biệt cái chiếc xe này vẫn giữ lại cái cổ bộ zin với cái biển bộ chè bộ liền đạt với phần giờ đạp chứ không phải là cổ titan đại trà như những cái chiếc quay đồ khác. Cái cặp phục zin được thay mới bằng cái phục của Olin bật không bình dầu gắn như zin dành cho tất cả các dòng quay rim và future, với kiểu dáng thanh thoát khi gắn trên chiếc xe sẽ không bị mất đi những cái giá trị cổ điển cần có mà đồng thời vẫn có một cái hiệu năng nhún nhảy hết sức êm ái. Một cái chiếc quay xích ít thế này mình thật sự rất nể cái sự gu thẩm mỹ của người chủ khi dẫn nên một cái tác phẩm hài hòa này. Không chỉ là hoàn hảo đến từng những con bù lông con tán mà những món đồ trên xe đều được bố trí hết sức hợp lý để tạo ra một cái tổng thể hài hòa nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy chi tiếp nhớ like, share, subscribe.